Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay gia đình mình có chuyến tham quan ở tỉnh Kon Tum. Mình có ghé nhà thờ gỗ ở Kon Tum. Nên phong cảnh rất đẹp, mình có ghi lại và chia sẻ cùng các bạn. Các bạn thấy xa xa kia là hai cây nêu của người Ơ Lê. Và mình thu gần lại xem các bạn nhà thờ xuống rất cao và rất đẹp. Nếu một ngày đó các bạn có chuyến có du lịch thì có ghé Kon Tum, các bạn nhớ ghé thăm nhà thờ gỗ này ha. Rất đẹp, có lịch sử cả trăm năm rồi các bạn ha. Nên thì mình đi sẽ quay sâu vào quay cận cảnh để cho các bạn. Boy, người ta làm gì vậy? Boy, người ta làm gì vậy bố? Xin cảm ơn cô chú đã xem video của Ken Vlog. Cô chú cho con một like và đăng ký kênh. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay gia đình mình có chuyến tham quan ở tỉnh Kon Tum. Mình có ghé nhà thờ gỗ ở Kon Tum. Nên phong cảnh rất đẹp, mình có ghi lại và chia sẻ cùng các bạn ha. Các bạn thấy xa xa kia là hai cây nêu của người Ơ Lê. Và mình thu gần lại xem các bạn nhà thờ xuống rất cao và rất đẹp. Nếu một ngày đó các bạn có chuyến có đi du lịch thì có ghé Kon Tum, các bạn nhớ ghé thăm nhà thờ gỗ này ha. Rất đẹp, có lịch sử cả trăm năm rồi các bạn ha. Nên thì mình đi sẽ quay sâu vào quay cận cảnh để cho các bạn. Và rất cao à. Đây là chủ yếu là nhà thờ những cái dân tộc này. Đây là các chị em người các bạn người dân tộc các bạn rất đẹp gái cho các bạn đang chụp hình nhỉ, rất đẹp gái cho các bạn. Giờ mình vào trong ha. Tới gần quay cận cảnh trước cửa cho nhà thờ là gỗ cho các bạn xem ha. Kiến trúc rất là đẹp mà. Bạn thấy đẹp không? Rất đẹp. Khách du lịch thì rất nhiều, tới chủ yếu là đi chụp hình và phong cảnh ở nhà thờ nha. Nhà thờ rất nổi tiếng, gọi là nhà thờ gỗ Kon Tum. Cái xa kia quầy lưu niệm mà, chưa biết quầy lưu niệm có gì không bạn ha. Bạn nhà du lịch tới rất nhiều, từ tỉnh khác tới, khi Bình Dương, Hồ Chí Minh cũng tới. Bên trong nhà thờ, nhưng mà hiện tại hôm nay là mình đóng cửa không vô được rồi. Điện thoại đấy, cái này có con bút cho mượn rồi, cho mượn cái nha. Phong cảnh rất đẹp à, cổ kính nha. Giờ mình sẽ vào trong nhà thờ các bạn ạ. Đây trong nhà thờ các bạn. Bà bố, cái này chụp hình vậy bố?
Đây thôi. Mình bắt đầu vô trong nhà thờ các bạn ha. Ở đây các bạn nhìn thấy không? Kiến trúc rất là đẹp luôn ha. Các bạn mà có dịp thì ghé đây xem kiến trúc ở đây. Rất là cổ kính nha. À, đẹp mê ly luôn á. Nhưng mà mình quay không được nhiều lắm nên nó không được đẹp các bạn. Có thể nhìn mình quay xíu qua hình mái nhà, hình vòm cung ha. Rất là đẹp luôn á. Ra ngoài các bạn ạ. Rồi, mình ra ngoài. Mình ra ngoài, đi ngoài đi ha. Chụp nè bố. Ừ? Chụp cho bố một ảnh nè. Thôi chụp bố, chị bố đang đi, bố đang quay. Ôi, nhà thờ rất là rộng. Không biết rất là rộng à. Mặt đáy của tôi. Ôi, con mặt đáy quá. Vô duyên nữa. Kia con kia thẳng trong kia à? Thẳng con nhìn những cái chữ không? Thằng chữ gì trong kia không? Thờ gỗ à? À, à. Trong ca, trong nhà thờ có cả ăn cà phê à? Thế đứa vào uống cà phê, vào quán cà phê đi, vào quán cà phê đi. À, kêu cái gì uống đi nha. Anh bảo dẫn kem vô kia được không? Cái này. Cái thờ rất là cổ kính nha. Bây giờ có nhiều năm tu sửa mà nhìn rất là đẹp các bạn ha. Xin các bạn xem thì tham quan rất nhiều các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video các bạn xem thích thì like và cho mình một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.